Và đây chính là di tích nhà lớn Long Sơn, tọa lạc tại đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hàng năm, lễ trùng cửu được diễn ra vào ngày 9 tháng 9. Đây chính là lễ hội lớn nhất tại nhà lớn Long Sơn. Là một lễ hội rất thành kính, rất là trang nghiêm, thể hiện nét văn hóa của đạo Ông Trân, một đạo giáo rất là đặc biệt tại địa phương này. Và hiện bây giờ mình cũng đã di chuyển được đến thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Đến đây thì mình mắc một cơn mưa cũng kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Nước ngập rất là dữ ở tại khu vực đường Quốc Hương, thành phố Thủ Đức. Ôi, khỏe quá vậy. Hai bạn trẻ là chở được luôn nè. Chở lội nước được, bạn thấy xe điện ghê chưa? VinFast nha. Ở đây gì á? Rồi, ngã xe rồi. Ơi hỡi này, hỡi chú chim non đang bay giữa trời, bao bùng mưa gió. Ôi cảm thương sao, dính ra thủ mà nó còn ngã. Đứng ở đây vậy mà còn ngã luôn rồi, nói chứ anh đứng ngoài đó. Sóng đánh rất là dữ các bạn. Ngồi trên xe ở đây mà nó còn té ngã ở đây. Thưa quý vị và các bạn, hiện bây giờ mình đang di chuyển trên quốc lộ 1 đoạn gần cầu Bến Lức, thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An. Và ngày hôm nay mình mời các bạn cùng đồng hành với nhóm thực hiện để chúng ta cùng đến với lễ hội trùng cửu được tổ chức theo thông lệ hàng năm, đó là ngày mùng 8, mùng 9 tháng 9 âm lịch tại nhà lớn Long Sơn thuộc đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và ngày hôm nay mình đến sớm, dự kiến là ngày mai, ngày 7 là ngày chuẩn bị cho buổi lễ. Mình đến cập nhật những hình ảnh tại đó và đồng thời cũng chia sẻ với các bạn những thông tin của ngày lễ để các bạn có thể là chuẩn bị để chúng ta cùng tham dự ngày lễ trùng cửu này. Lễ trùng cửu là một trong những ngày lễ thể hiện nét đẹp văn hóa của đạo Ông Trân. Thường các bạn nghe nói là nhà lớn Long Sơn hoặc là đạo Ông Trân. Đây là một đạo giáo rất là đặc biệt tại địa phương này. Trong những ngày này thì thường là những ngày trước ngày 9, có nghĩa là ngày mùng 8 mà, ngày mùng 7, mùng 8 là mọi người cũng đã quy tụ về đây để kính lễ và dâng hương. Thì bây giờ mình đã đến địa phận của thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể đây chính là thành phố Thủ Đức. Trời mưa cũng khá là lớn bạn, mới vừa bớt đây, mới vừa tạnh đây, mưa cũng đã hơn tiếng đồng hồ. Những hình ảnh mà các bạn có thể là nhìn thấy hiện bây giờ, và chúng ta cũng có thể là đoán ra ngay, đây chính là nước ngập do cơn mưa kéo dài hơn một tiếng đồng hồ chiều ngày hôm nay ở địa phận thành phố Thủ Đức, thuộc thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Và mình di chuyển rất là khó khăn,
khi vượt qua cơn mưa, và bây giờ mưa cũng mới vừa tạnh các bạn. Mình dừng lại để ghi hình chia sẻ cho các bạn xem những hình ảnh tại thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày hôm nay, chiều ngày 8 tháng 10. Phải nói là nước ngập rất là dữ các bạn. Nãy giờ mình đi mình thấy là có rất là nhiều con đường nước ngập. Và đây mình dừng lại một số điểm để ghi hình và chia sẻ cùng với các bạn trong phần tiếp theo của video nha các bạn. Và bây giờ là hơn 4 giờ, mình thấy là mọi người bắt đầu ra về nè. Giờ ô tô ngập như thế này đây. Giờ ô tô chạy rất là chậm các bạn, để tránh bị tạt nước các em đây. Ở trong đây có một trường giao thông vận tải em? Có trường nào khác nữa không? Ủa không còn đường khác hả, con đi đường này? Có một đường kia đi thẳng cũng ngập như vậy. À nó cũng ngập luôn vậy ha. Rồi chú cảm ơn nha. À, mình nghe các em chia sẻ là đoạn đường này đi đường nào ra cũng ngập hết các bạn. Đây, giờ ô tô chạy chậm chậm để tránh bị tạt cho mấy bạn. Rồi giờ mấy cái thùng mót nó bay, nó trôi tứ tung ở trên vậy nè. Bạn thấy y như ở dưới sông luôn nè. Ủa từ nào có khi nào ngập vậy không em? Dạ không. Nay bữa nay là mưa dữ lớn á hả? Dạ. Bây giờ 4 giờ rồi các bạn. Ủa, mưa hồi mấy giờ mấy tụi em? Dạ. Mưa lâu chưa? Dạ mới 1 tiếng. Mới khoảng 1 tiếng á hả? Khoảng 1 tiếng mà nước ngập vậy nè các bạn. Có lên, có lên. Chạy nhanh qua, nhanh qua. À, nhồi ga liên tục rồi, tắt máy rồi. Khoan, từ từ, từ từ. Chiếc xe này gầm. Chiếc này nó thấp quá các bạn. Ở đây là xe số mà mấy bạn giờ phải... Cái này con tắt máy hay là nó tự tắt hả? Tắt máy. Ờ con tắt dắt ra thì an toàn hơn phải không? À, giờ chú nghe mọi người chia sẻ vậy đó. Đây mình thấy là mọi người bắt đầu dắt xe và đi bộ ra. Con sinh viên hả? Dạ. À, các bạn sinh viên đa phần ở đây các bạn sinh viên nha các bạn. Đây. Ở đây là trường Đại học Giao thông Vận tải phải không con? Rồi có một trường đó hả? À. Giờ hỏi thăm mày có một trường thôi bạn. Đây mọi người đi bộ thế này. À chú là Thiện Sứ Dừa. Thiện Sứ Dừa. Ờ à, đúng rồi. À. Chú tính lên ra ngoài Thủ Đức mà đi ngang tới đây thấy nước quá trời luôn. Ghé đây luôn. Cố lên, cố lên. Quá trời nước luôn hả? Giờ ô tô chạy chậm mà sợ tắt máy, mà chạy nhanh thì tạt mấy bạn như thế này. Trời bé này giờ chèm nhẹp rồi. À, kênh chú là Thiện Sứ Dừa. À, chú Bánh Tre chú vừa chạy lên nè. À, chạy tới đây thấy nước quá trời nước luôn rồi. Ở đây đa phần các bạn sinh viên không các bạn sinh viên trẻ không à, rất là vui luôn. À, mặc dù nước ngập nhưng mình thấy các bạn cười rất là tươi. Ủa con học bên ngành gì? Ủa giao thông vận tải nữ học bên gì? Dạ quản lý cảng à. Quản lý cảng? Dạ. Ồ cảng vụ rồi ha. À, cảng đường thủy nha các bạn. Không biết có đường bộ hay không, mình không có làm vụ này lắm. À, mình thấy các bạn cũng đang tranh thủ. Ủa xe tụi em đâu mà đi bộ? À, có người rước ngoài đỡ hơn các bạn ha. Các bạn dắt xe về cực hơn nè. À, các bạn này thì may mắn hơn, có người rước ở ngoài nha các bạn. Giờ chỉ cần lội bộ vài trăm mét thôi. Còn ai có xe là phải tắt máy dẫn bộ. Mình thấy nãy có các bạn nam cũng... liều mình chạy đại luôn mà ra khúc ngoài kia sâu quá tắt luôn. Đây mình thấy các cô cũng đi như thế này. À, xe tay ga.
Ê, mình thấy đa phần các bạn là tắt máy dắt xe. Ủa sao thấy mấy bạn kia sáng tạo hơn, nhét túi ni lông vô cái bô, tụi em không có nhét hả? Khỏi cũng được phải không? À, nhét cho chắc ăn các bạn. Còn không nhét thì liều liều đi đại vậy đi. Rồi tiếp tục bên đây. Rồi cổng trường gần không em? Nghe qua cái hàng rào tới rồi hả? À, cảm ơn em. Cái cổng trường xích đằng kia các bạn. À, nghe đây luôn á hả? Ở à, xe đỏ đẳng. À, chú quay YouTube nè. Ủa con đi bộ rồi xe đâu? Xe mẹ con chở con nè. À, nè, trời ơi bạn này sáng tạo nè. Đó, bụm cái bô lại rồi nè. Đó, bạn thấy không? Đó, tao nói cái khó ló cái khôn mà. Đây mọi người giác bộ, đồng loạt giác bộ hết đây. Cái này chắc cảnh này chắc gặp thường quá. À, từ nào tụi em có gặp cảnh này chưa? Ủa, em gặp rồi anh. Gặp hoài hả? À, nên là kinh nghiệm cứ dắt tắt máy dắt xe chắc ăn ha. À, đây mọi người sẽ tắt máy dẫn xe nha các bạn. Rồi đây là mình đã ra được đường Trần Não đây. À, mình tạm dừng video tại đây nha các bạn. Mình tiếp tục cập nhật những con đường khác trên thành phố Thủ Đức vào chiều ngày hôm nay để chia sẻ cùng với các bạn. À, thì bây giờ mình đang có mặt tại đường Quốc Hương các bạn, ngay phía trước trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể là nhìn thấy con đường Quốc Hương bây giờ nước ngập rất là dữ các bạn sau cơn mưa chiều ngày hôm nay. Đây các bạn thấy đây là đoạn đường Quốc Hương. Nay là ngày 8 tháng 10 các bạn. Thứ ba ngày 8 tháng 10. Phải nói là mình rất là khó khăn mình mới chạy được vô tới trong đây các bạn. À, ngay chùa An Hòa luôn. Đây các bạn thấy, nhìn thấy là xe đạp của em mà giờ nó ngập à, hết hai bánh xe luôn. Ủa con học gần đây không? Con học trường nào? Dạ học trường Hưng Văn Lợi. Trường tiểu học. Tiểu học gì? Dạ Hưng Văn Lợi. À. Vậy con nhà con trong này á hả? Đây các bạn thấy là xe đạp của em nó là ngập như thế này nè. Dữ chưa? Ủa nay nè, con thấy mưa lâu không? Tiếng đồng hồ không? Hơn luôn. Rồi chú cảm ơn nha. Tới đây cạn chưa? Tới đây đỡ rồi ha. Rồi em đi học dắt giờ mà hơn 4 giờ các bạn. Khúc này là đỡ đỡ rồi nè. Qua chừng nước luôn. Ờ vậy là có đường tránh bên kia đỡ hơn các bạn. À, mọi người tắt xe dẫn bộ. Hello. Hello. À, có các vị du khách nước ngoài cũng thường là mọi người sinh sống ở đây các bạn. Tại đây là gần trường đại học quốc tế. Những cái trường học quốc tế chứ không phải là đại học à. Kể cả những trường trung học phổ thông. Có nghĩa là những trường này sẽ đào tạo 100% bằng tiếng Anh. Sẽ giảng dạy 100% bằng tiếng Anh. Thường là khu này, khu Thảo Điền là mọi người gọi là khu nhà giàu các bạn. Khu nhà giàu. Ôi. Tại vì ở đây thường là các giảng viên nước ngoài sinh sống ở đây nhiều. À, họ đến đây để làm việc. Hello. Ồ, xe của các bạn. Ngập các bạn, mất tiêu hai bánh xe rồi. À, rước mấy bé đi học về hả cô? Thường thường vậy là bao lâu nó mới rút hết? Không biết nữa. Tùy tùy nước ngoài sông nữa hả cô? Ừ. Chứ lại không trời hơi động thạnh mà nếu không mưa nữa là chết liền luôn. Dạ, như này là mưa khoảng tiếng hồ không cô? Tiếng hồ, tiếng mấy
À, khoảng tiếng mấy đồng hồ. Đây các bé đi học về phụ huynh đi rước vậy đó bạn. À, mấy chiếc ô tô trong đây đều phải gầm cái bánh nó lớn vậy nè mới đi được những con đường này. Rồi bên thấy là các cô đi làm về nè. Ủa cô ngày nào cũng đi làm qua đây á hả? Lâu lâu đi bữa. Sao cô không lựa đường đẹp đẹp đi? Không biết đâu thôi, lỡ tới đây nữa xong rồi. Nói chung là khoảng 1 km thôi bạn. À, đoạn này là đoạn ngập sâu nhất, còn nhiều nơi khác nữa. Chú hỏi thăm con học trường nào? À, trường quốc tế hả? Đó, trường quốc tế là đào tạo từ cấp tiểu học không hay là cấp 2, cấp 3? Dạ, có từ tiểu học luôn ạ. À, có trường tiểu học luôn. Vâng ạ. À, vậy là tùy môn á, hoặc là tùy giảng viên. Vâng. Ở giảng viên trong nước hay ngoài nước không? Dạ, có cả trong và ngoài ạ. À, có cả trong lẫn ngoài. Rồi, chú cảm ơn nha. Vậy là các bạn đây là học trường quốc tế các bạn, trường quốc tế ở cạnh đây thôi. À, mình nghe các bạn chia sẻ là mà có thể học... có những buổi học học 100% bằng tiếng Anh, rồi có khi xen kẽ tiếng Việt. Các bạn nào giỏi tiếng Anh thì chúng ta có thể là đăng ký tuyển dụng vào trường quốc tế để chúng ta dạy các em bằng song ngữ bạn, song ngữ Anh Việt. Ôi sóng đánh rồi, ngã rồi, đổ đầu. Trời ơi, công trình nhấn nút quay nãy, hồi nãy giờ quên nhấn nút quay rồi. Bạn sinh viên đại học văn hóa cái nữa các bạn. Nãy nói đã đời không có vô hình. À, các bạn rất là vui tươi luôn. Ở đây là bên đang ở An Giang nha. À, con ở đâu? Con ở cái à, có nghĩa là giống như con giếng như nước lũ ở Kiên An Giang phải không? Dạ. À, đây là nước dưới, đây là trên lẩu chắc bạn, không phải là dưới sông nha. Đây. À, chúng ta cùng lội nước trên đường Quốc Hương các bạn, thành phố Thủ Đức nha. À, đây các bạn sinh viên đây. À, rồi chào các con nha. Rồi, sóng đánh quá trời luôn, nãy giờ nhấn nút quay đã đời không có quay được cái gì luôn các bạn. Cái nước nó văng vô cái máy, cái nó chạm vô cái nó tắt nãy giờ rồi. Làm nãy giờ nói quá trời nói luôn, không có vô được miếng phim nào trơn. Ủa xe tải sao nãy giờ nằm đây hoài ta, hình như bị hư máy rồi bạn. À, mình nghe nãy giờ các cô chia sẻ là nước mưa khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. À, hiện bây giờ là nước có nghĩa là đang, cô nói là mai cũng bây giờ là trời không có mưa, nếu mà mưa nước còn dữ hơn nữa. Rồi mình thấy mấy bé đi học về đây. Ở chỗ này có nhờ được có 2 cái vỉa hè các bạn, nhưng mà đi bộ đi được thôi chứ đi xe giờ cũng không có đi được luôn. Đó, đi xe đạp như chắc ăn nè, không sợ tắt máy nè. Xe có mấy đâu mà chạy chú. Ừ, nó vậy khỏi sợ tắt máy. À, mình thấy đây có một số bạn hình như là người nước ngoài cũng sống và học tập tại đây. Ở đây thùng rác trôi mênh mông hết trơn. Giờ để đứng giữ chiếc xe các bạn, không đánh ra là nó nguy cơ nó ngã. Đây xe điện các bạn, điện loại nước khá hơn.
qua được không đây? Ôi khỏe quá vậy, hai bạn trẻ là chở được luôn nè, chở lội nước được, bạn thấy xe điện ghê chưa, VinFast nha. Ủa cái này gì á, má tính chạy xe vô chùa để đỡ cho cao cao, chùa đóng cửa luôn rồi, nước tràn vô chùa rồi, chùa An Hòa. Nhiều xe phải dẫn bộ như thế này, hoặc là mọi người sẽ đi bộ trên vỉa hè. Cơn mưa chiều ngày hôm nay mình nghe mọi người chia sẻ là cũng khoảng tầm trên dưới một tiếng đồng hồ các bạn, mà nước ngập như thế này đây. Nhiều nơi khác ở tại thành phố Thủ Đức cũng ngập chứ không chỉ riêng rồi ngã xe rồi. Ngã kiểu này đồ ướt hết trơn luôn rồi bạn, kiểu này chắc về luôn á, kiểu này đâu có đi nhà lớn Long Sơn gì được. Họ giữ nãy giờ luôn, mới ra chút xíu à, giờ nước chèm nhẹp luôn rồi. Dựng đây không yên thân thiệt mà. Thôi ơi, tưởng đâu giật trên đây im. Được, nửa đường mà đi quá chú ơi. Ờ, tiêu rồi. Chú ơi, ở đây có nhóm chú. Chèm nhẹp hết trơn rồi nè. Mấy đứa ở đây đi mỗi ngày, có kinh nghiệm hơn chú, lâu lâu lên lần. Chú ơi. Giờ banh chành chiếc xe rồi. Xe của con bị nó đập luôn rồi. Ê, chiếc xe dựng chân chống đứng nha các bạn. Giờ nó ngã banh chành luôn rồi. Giờ kiến gì giờ nó te tua hết trơn rồi. Ê, ngồi giữ đây từ nãy giờ, mới ra có chút xíu à. Xe gì chạy quá trời ô tô luôn à. Giờ này về luôn chứ giờ. Dẹp nhẹp hết trơn các bạn. Vịnh ra thủ mà nó còn ngã. Đứng ở đây vậy mà còn ngã luôn rồi đó, chứ anh đứng ngoài đó. Xong đứng rất là dữ các bạn. Ngồi trên xe đây mà nó còn té ngã ở đây. Hiện bây giờ trời cũng đã tối rồi các bạn. Nước nãy giờ là mình thấy là cỡ 2 tiếng đồng hồ mà nó rút cũng không có bao nhiêu hết trơn, còn ngập rất là dữ. Và kế hoạch mình dự kiến là ngày nay sẽ ra tới Bà Rịa Vũng Tàu, ngày mai sẽ ghi hình công tác chuẩn bị cho phần lễ trùng cũ tại nhà lớn Long Sơn để chia sẻ cùng với các bạn. Tuy nhiên sự cố vừa rồi các bạn cũng nhìn thấy, chiếc xe của mình dựng bằng chân chống đứng mà sóng đánh nó xô ngã rồi đồ đạc rồi nó trôi đi hết trơn các bạn, ướt chẹp nhẹp hết trơn rồi. Nên là mình không thể tiếp tục lộ trình ra ngoài Bà Rịa Vũng Tàu, mình sẽ quay trở về. Và mình sẽ cố gắng cập nhật những hình ảnh trong ngày chánh lễ ngày mùng 8 hoặc là ngày mùng 9 tại lễ trùng cửu hay gọi là đạo ông Trần ngoài di tích nhà lớn Long Sơn.
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu để chia sẻ cùng với các bạn trong những video tiếp theo. Video này mình cũng xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.